Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay Thanh Hòa đang có mặt tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường khi nói đến những trẻ em nghèo vượt khó, những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng ta sẽ nghĩ tới các em ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, ngày hôm nay, hành trình của Ước mơ Việt Nam sẽ đưa các bạn đến với cuộc sống của một em học sinh. Đó là em Nông Ngọc Điệp, học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Thị Xuân. Trong cuộc sống, mỗi người đều có một con đường đi riêng. Có những con đường bằng phẳng, nhưng cũng có những con đường gập ghềnh. Riêng với Điệp, con đường của em luôn là những con dốc mà lúc nào em cũng phải cố gắng để vươn lên. Cuộc sống của Điệp và ông bà vô cùng vất vả. Ông bà em không có lương hưu, nhà cũng chẳng có thửa ruộng nào. Tất cả chỉ trông vào mấy luống rau trước cửa nhà và 300.000 tiền trợ cấp hàng tháng mà em được hưởng để chữa bệnh. Do mặc cảm bệnh tật nên khi đến tuổi đi học, Điệp vẫn trốn ở nhà, chẳng dám đến trường như các bạn. Mẹ cháu sinh con ra thì sinh cháu Điệp ra thì là cháu nuôi cháu được 4 tuổi thì không may thì mẹ cháu càng ngày càng bệnh nặng thì là tôi cũng có đưa mẹ cháu đi bệnh viện chữa bệnh nhưng mà bệnh cũng không giảm không khỏi thì là tôi cũng rất là đau lòng. Đưa mẹ cháu về nhà thì là cũng khoảng được 4 tháng sau thì là mẹ cháu qua đời. Thì lúc đấy thì cháu vừa được 4 tuổi thì cũng rất là khó khăn nữa. Thì bao nhiêu tiền vay mượn về lo cho mẹ cháu xong rồi là cháu thì là còn bé nữa. Chăm cháu cũng ông bà cũng không có tiền, không có lương gì cả. Trông vào mấy luống rau để hàng ngày sinh sống, nuôi cháu cũng quá là vất vả. Năm đầu đưa đi thì cháu, các bạn hay một số mẹ phụ huynh biết thì là các bạn có một số ít thôi thì cũng trêu cháu thì là làm cho cháu buồn bực, cháu tức quá, cháu không đi học nữa, cháu bỏ học luôn. Thì năm 8 tuổi thì mới cố gắng động viên, ông bà mới cố gắng động viên cho cháu đi học. Thế là cháu cố gắng đi học, thế là ông bà cũng mua sách vở cho cháu đầy đủ xong dạy dỗ cháu. Chỉ mất một năm đầu thôi, cháu cũng có thể tiếp thu được như bao người khác. Nói chung ông bà chỉ dạy được năm đầu thôi. Xong rồi còn từ lúc đấy là cháu khắc tự học, khắc tự năm nào cũng được học sinh tiên tiến, được học sinh giỏi. Ông bà cũng rất là mừng, lần nào đi họp ông bà cũng mừng lắm. Mãi cho đến năm 8 tuổi, được sự động viên của ông bà và nhất là các thầy cô giáo, Điệp mới dám cắp sách tới trường. Những ngày đầu đi học, Điệp luôn ngồi một mình. Mãi về sau,
Nhờ sự giải thích cặn kẽ của cô giáo chủ nhiệm, các bạn trong lớp đã không còn xa lánh Điệp nữa. Giờ đây, mọi người đã vui vẻ nói chuyện và tiếp xúc với em. Trong năm học 2012-2013, nhà trường đã tiếp nhận 68 học sinh tiểu học, hoàn thành tiểu học để vào trung học cơ sở. Thì trong 68 học sinh đó có em Đông Ngọc Điệp là trường hợp đặc biệt khó khăn. Nhưng với hoàn cảnh em khó khăn nhưng em đã vươn lên được trong học tập. Đó là cụ thể năm học 2011-2012 em đạt học sinh giỏi. Và qua khảo sát chất lượng đầu năm học em đã đạt điểm rất là tốt. Cách nhà Điệp không xa là nhà người bạn đồng hành của chương trình Ước mơ Việt Nam hôm nay, bạn Trần Thị Diệu An. Diệu An và Điệp là bạn học cùng lớp nhưng có hoàn cảnh khác hẳn nhau. Tuy hoàn cảnh khác nhau như vậy nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến tình bạn trong sáng của các em. An là lớp trưởng lớp 6A và có điểm chung với Điệp là hai bạn đều học lực rất tốt và luôn nỗ lực hết mình trong học tập. Vậy để có một luống rau như này thì Điệp phải làm như thế nào? Muốn có một luống rau như này mình đã phải cuốc đất làm cỏ rồi mình mới bắt đầu gieo giống để cho cây bắt đầu nảy mầm. Vậy việc cuốc đất thì Điệp có mệt không? Ở nhà có ông, có bà và mình nên việc cuốc đất cũng chả nặng nhọc tại vì mình đã quen với việc cuốc đất. Thế khi được một luống rau như này thì Điệp đã làm gì? Sáng sớm dậy, ngắt rau, mang rau ra chợ bán để kiếm lấy tiền ăn hàng ngày. Thế còn những công việc tưới rau thì em làm vào lúc nào? Những công việc tưới rau em thường tưới vào buổi chiều tối khi không còn nắng nữa. Tưới rau thì em sẽ đi lấy nước ở đâu? Tưới rau em sẽ phải đi lấy nước ở dưới sông và mang lên tưới. Thế thông thường mỗi một luống rau mình thu hoạch mà đem bán thì có được nhiều tiền không? Lúc đầu rau mới ra thì rau còn được mùa nên rau còn được nhiều tiền. Về sau không rau có mọi nhiều người có, rau lại không được mua nhiều lắm, lúc bán còn không hết. Thế là cả gia đình sẽ trông chờ vào việc thu nhập của việc bán rau không thôi đấy. Vâng, và bà còn mượn tiền để nuôi, mua lợn về nuôi. Thế ai thường chăm sóc lợn? Ông bà thường chăm sóc lợn, thỉnh thoảng em cũng giúp ông bà chăn lợn. An đã bao giờ phải nuôi lợn hay là trồng rau như thế này chưa? Dạ chưa, em chỉ giúp mẹ nấu cơm, rửa ấm chén và quét nhà thôi chứ chưa bao giờ phải làm những việc này. Điệp thì dậy ao như thế này, cầm hai bên quàng lên như thế nào, xong rồi cầm hai tay chìa ra như thế nào đấy. Đây An vẫn đứng ở đây đi. Chị bảo đây này, bây giờ nhá, Điệp hướng dẫn bạn An là xách lên như thế này, xong rồi hai tay cầm hai bên như thế này, vừa đi vừa tưới như thế này này. Đấy, Điệp hướng dẫn lại cho An đi.
À thế này. Rồi. Được không? Bây giờ hai tay giữ hai bên. Được chưa? Nào bây giờ em tưới đi. Từ từ thôi. Theo cậu, sau khi đọc xong bài này thì nội dung của bài này như thế nào? Cái nội dung của bài này rất thể hiện quan niệm của nhân dân về công lý xã hội, về mục đích của tài năng nghệ thuật, khả năng kỳ diệu của con người. Đây là một cái bài văn nghị luận xã hội à? Hay là một bài văn thuộc thể loại gì em? Bài văn này thuộc thể loại gì? Cây bút thần, chuyện cổ tích Trung Quốc à? Thế hai bạn làm bài này là làm bài phân tích hay là nghị luận xã hội? Phân tích. Phân tích à? Thế phân tích bài này thì phân tích như thế nào? Vậy những điều gì đã giúp cho Mã Lương vẽ giỏi như vậy? Điều ấy có quan hệ với nhau ra sao? Mã Lương đã ngày nào Mã Lương cũng luyện vẽ. Khi kiểu quỷ trên núi, em lấy que quỷ vạch xuống đất, vẽ những con chim đang bay trên đỉnh đầu. Lúc cắt cỏ ở bên sông, em nhúng tay xuống nước rồi vẽ tôm cá trên đá. Lúc về nhà, em còn vẽ đồ đạc trong nhà lên tường, bốn bức tường đã dày đặc các hình vẽ của Mã Lương. Theo chị được biết thì An với Điệp là học cùng lớp với nhau, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên An được đến nhà Điệp và biết được hoàn cảnh của gia đình Điệp, đúng không? Vâng. Thế em có suy nghĩ gì không? Em khi đến đây thì em thấy rất cảm động trước gia đình nhà bạn và thấy rất thương bạn. Em thấy bạn là một người chăm chỉ và tuy rằng là cuộc sống như thế này rất khó khăn, nhưng bạn vẫn nỗ lực và cố gắng trong học tập để đạt được kết quả cao nhất. Thế An có thể cho chị biết là cái cảm nhận của em sau một ngày tham gia trải nghiệm cùng với Điệp và những công việc của nhà Điệp mà Điệp vẫn phải làm hàng ngày, như là mình hái rau này, tưới rau này, hoặc là cho lợn ăn, thì em có cảm nhận như thế nào không? Sau khi trải qua những thử nghiệm như là hái rau và cho lợn ăn thì em thấy cuộc sống của bạn rất khó khăn và đây là một công việc nặng nhọc hơn với lứa tuổi của chúng em. Phải nói rằng, ngay cả với một người khỏe mạnh bình thường mà có được kết quả học tập như Nông Ngọc Điệp cũng đã đáng nể. Có thể nói, Điệp đã nỗ lực phi thường, vượt lên mặc cảm và bệnh tật để có kết quả là 4 năm học sinh tiên tiến và 2 năm học sinh giỏi. Bằng kết quả học tập của mình, Điệp đã chứng minh mình không phụ lòng ông bà ngoại, không quản ngại khó khăn nuôi em khôn lớn, không phụ lòng các giáo viên đã tận tình động viên, giúp đỡ em trong học tập và là tấm gương để nhiều em nhỏ khác noi theo. Hôm nay, chương trình Ước mơ Việt Nam tổ chức buổi lễ trao học bổng cho em Nông Ngọc Điệp, học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Thị Xuân. Về phía nhà tài trợ, tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nông Khải Hoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thị Xuân. Cô Lê Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A, Trường Trung học cơ sở Thị Xuân. Chú thay mặt cho EVN ở Cao Bằng để trao học bổng ước mơ Việt Nam
Chú chúc cháu là luôn cố gắng học tập, vượt qua mọi khó khăn và thử thách và đạt được kết quả cao nhất và đạt được cái mong muốn ước mơ của mình. Cháu cảm ơn. Thay mặt cho chương trình Ước mơ Việt Nam, chị cũng xin chúc em nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống để có thể đạt được ước mơ của mình, đó là trở thành một người bác sĩ trong tương lai. Cháu xin cảm ơn chương trình Ước mơ Việt Nam và cảm ơn công ty điện lực Cao Bằng và cảm ơn hội khuyến học đã giúp đỡ cháu và cho cháu một suất học bổng. Cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mọi người ạ. Hành trình Ước mơ Việt Nam đã trải qua một chặng đường giúp đỡ và chia sẻ khó khăn cho những em học sinh nghèo hiếu học trên cả nước. Và chương trình mong muốn sẽ tiếp tục chắp cánh cho nhiều ước mơ hơn nữa của các em được bay cao, bay xa. Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã và sẽ giúp đỡ thắp sáng những tấm gương hiếu học trên mọi miền đất nước. Để đóng góp cho Quỹ Khuyến học Ước mơ Việt Nam, xin quý vị gửi đóng góp tới số tài khoản 2601-0000-198-557. Tên chủ tài khoản, Hội Khuyến học Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Tây Hà Nội. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi thông tin và các cuộc hành trình trên website www.ucmovietnam.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 04-3533-3406. Ước mơ Việt Nam cũng là cơ hội để các em học sinh thành phố hiểu thêm về cuộc sống xung quanh mình, nâng cao tính nhân văn trong mỗi con người. Hãy gửi thư trực tiếp để tham gia trải nghiệm cùng Ước mơ Việt Nam. Ban liên lạc chương trình IB Group Việt Nam, địa chỉ phòng 1001, tầng 10, tòa nhà Thăng Long Four, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 04-3533-2476 hoặc 04-3533-2477. Mời quý vị và các bạn đón xem những hành trình đầy cảm xúc của Ước mơ Việt Nam vào lúc 20:30 thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV2. Bước chân sao nhói nhói đơn lạnh, thầm bước trong đêm.